Đêm rằm tháng 10 âm, lén đặt thứ này dưới gầm giường, gia chủ trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ mọi người thường chú ý sắp xếp nội thất phòng ngủ, đặc biệt là giường ngủ, nhưng quên mất rằng gầm giường cũng cần được bố trí hợp lý, tránh việc khiến cho cuộc sống trong gia đình gặp bất hòa, hao tốn tiền của. Phòng ngủ được xem là nơi tàng phong, tụ khí trong nhà, do đó cách bố trí, sắp xếp không gian nội thất rất cần được chú trọng để giúp vượng khí tụ lại được lâu và nhiều hơn, mang đến thuận lợi, may mắn cho các thành viên trong gia đình. Việc bố trí không gian nghỉ ngơi hợp lý, khoa học còn giúp tăng cường sức khỏe, mang đến cảm giác an yên, tạo sự sảng khoái cho người sử dụng. Bên cạnh việc sắp xếp khu vực đầu giường, tủ, tường thì gầm giường cũng là nơi bạn không nên bỏ qua để giúp luồng khí trong phòng được lưu thông tốt hơn. Gầm giường thông thoáng sẽ giúp luồng khí trong phòng ngủ được lưu thông tốt. Trong phong thủy giường ngủ, nếu muốn công danh sự nghiệp tấn tới, gia đạo hạnh phúc thì gia chủ nên chú ý đặt những vật này dưới gầm giường. Để có thể biết đó là những vật nào thì hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, thực chất việc để quá nhiều đồ dưới gầm giường là vô cùng không nên vì nó sẽ mang đến những luồng âm khí làm suy giảm tài vận cũng như mang đến sự xui rủi cho gia đình. Thế nhưng có những vật đặt dưới gầm giường thì lại mang đến may mắn, tài lộc không ngừng. Theo các chuyên gia phong thủy cho rằng để đồ dưới gầm giường có thể khiến bạn bị phá sản. Hiện nay để thuận tiện, trong thiết kế nhà thường có phòng chứa đồ kèm theo. Dưới mỗi chiếc giường thường có một khoảng trống để có thể chứa đồ. Nhiều gia đình còn tận dụng nơi đây và dưới chân cầu thang để làm hầm chứa đồ với vô số thứ không thể phân biệt hết. Cũng vì để quá nhiều đồ dưới gầm giường mà gia chủ không hề biết được rằng mình đang tự mang họa cho bản thân. Hãy xem chỉ nên đặt vật gì dưới gầm giường để mang lại tài lộc đến cho gia đình. Đặt hộp vàng bạc, cầu tài, danh vọng. Các chuyên gia phong thủy cho rằng nếu đặt dưới gầm giường ngủ, một chiếc hộp được làm từ chất liệu vàng hoặc bạc sẽ giúp mang đến cho chủ nhân sự giàu có. Còn đặt hộp làm bằng đất sẽ mang lại danh tiếng và quyền lực. Nếu mong muốn có tiền tiêu, bạn nên đặt các loại hóa đơn hay những món đồ trang sức vàng, bạc vào bên trong hộp. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên chọn đồng xu để đặt vào chiếc hộp đó. Một điểm cần chú ý về phong thủy giường ngủ là nắp hộp phải chắc chắn để giữ an toàn và sự ổn định của năng lượng. Chất liệu làm nên chiếc hộp cũng rất quan trọng. Hộp làm bằng gỗ sẽ giúp năng lượng hoạt động và tăng trưởng. Hộp làm bằng vàng, bạc hoặc trang trí bằng đá quý sẽ làm tăng cảm giác của sự giàu sang. Hộp làm bằng gốm sẽ giúp tăng cảm giác của sự quan tâm và chăm sóc. Đặt hộp gỗ thơm dưới gầm giường để cầu tình duyên. Đối với những người đang muốn cầu tình duyên, theo phong thủy giường ngủ, hãy đặt dưới gầm giường ngủ cây nến đỏ mang hương thơm tự nhiên hoặc các loại kem có mùi thơm và tinh dầu. Bạn có thể đặt hộp thơm này ở bất kỳ vị trí nào dưới gầm giường cũng đều giúp chuyện tình cảm được thuận lợi. Đặt hộp gỗ chứa quả đào để cầu sức khỏe. Các chuyên gia phong thủy khuyên những người đang muốn cầu sức khỏe, mưu sống thọ hoặc vượt qua bệnh tật, hãy đặt những quả đào hay các loại ngọc có hình rùa hoặc hươu vào bên trong chiếc hộp và để ở dưới gầm giường. Cứ 3 tháng một lần, bạn cần đưa chiếc hộp ra khỏi gầm giường để vệ sinh, đánh rửa thật sạch và phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, không tốt cho người sử dụng chiếc giường. Tuy nhiên, đừng lãng quên chiếc hộp đó quá lâu dưới gầm giường. Hãy lấy chiếc hộp kho báu của mình ra và đánh rửa sạch sẽ 3 tháng một lần và phơi dưới ánh nắng. Theo phong thủy, đây là cách để thanh tẩy các nguồn năng lượng xấu, không tốt cho người ngủ trên giường. Trong cuộc sống, đôi khi vẫn có những điều khó giải thích. Hãy thử chuẩn bị cho mình một chiếc hộp kho báu và đặt nó dưới giường ngủ xem sao.
Biết đâu bạn sẽ nhận được điều bất ngờ, đặt ống nhổ dưới cầm xương để tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Trong phong thủy, vợ chồng muốn gia đạo hưng thịnh, trăm năm hạnh phúc, hãy đặt một cái ống nhổ dưới gầm giường. Bảo vật này sẽ giúp vợ chồng hóa giải những tranh cãi hàng ngày, thậm chí còn giảm đi đáng kể những mâu thuẫn gay gắt, giúp tình cảm hai người càng thêm bền chặt, êm ấm và ngọt ngào như thuở mới yêu. Bởi ống nhổ vốn là vật dụng để đựng bã trầu của ông bà ta xưa kia, và trầu cau là đầu câu chuyện làm nên mối lương duyên tốt đẹp của cả nam và nữ. Đặt một đôi giày thêu ở dưới gầm giường. Thời xưa, các cô gái thường đi giày thêu hoa được tạo ra từ những đường kim, mũi chỉ vô cùng tinh tế. Những bông hoa rực rỡ sắc màu, sống động như thật, góp phần tô điểm thêm cho nét đẹp thanh tú của người con gái, như có hoa nở ngay dưới chân mình. Để đôi giày thêu hoa dưới gầm giường là một lời nhắc nhở, cũng là mẹo phong thủy để các ông chồng thêm yêu thương và trân trọng vợ hơn, không mèo mả gà đồng, làm chuyện sai quấy ở bên ngoài. Đồng thời, cách này còn giúp hâm nóng lửa yêu đáng kể, để nó bùng cháy mãi mãi, giúp tình cảm đôi bên bền vững lâu dài, hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc răng long. Đặt trái trứng gà luộc chín dưới gầm giường. Trứng gà không chỉ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao mà còn rất có giá trị phong thủy. Theo dân gian truyền lại, nếu nhà có người bị trúng tà sẽ đi luộc trứng rồi gói vào mảnh khăn mỏng, lăn qua lăn lại trên người để xua đuổi tà ma. Mất ngủ là nguyên nhân chính khiến tâm sinh lý con người biến đổi, trở nên khó chịu và có bẩn. Do đó, một giấc ngủ sâu vô cùng quan trọng, giúp hạn chế đáng kể những mâu thuẫn không đáng có, tăng thêm trí lực để hoàn thành tốt công việc. Vậy nên, nếu bạn bị mất ngủ, hãy thử đặt một quả trứng gà đã luộc chín dưới gầm giường. Chắc chắn bạn sẽ có một buổi tối vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Quý vị thân mến, bên cạnh những món đồ được phép đặt dưới gầm giường thì các bạn nên chú ý những đồ vật không được phép đặt dưới gầm giường. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tránh mang lại những điều không may mắn và xui xẻo, quý vị hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Không đặt tiền dưới gầm giường. Không ít người cho rằng việc đặt tiền dưới gầm giường là cách cất trữ tài sản bí mật và khéo léo. Tuy vậy, theo phong thủy, cách làm này chưa thực sự hợp lý, bởi lẽ giường ngủ được xem là nơi xây dựng sự gắn bó, bồi đắp tình cảm, tạo sự mật thiết trong các mối quan hệ trong gia đình. Do vậy, gia chủ nên tránh đặt két tiền, hộp đựng tiền ở dưới gầm giường. Nếu dưới gầm giường có sự hiện diện của tiền bạc, có thể gây đảo lộn cuộc sống gia đình, vợ chồng thường xuyên xung đột, cãi vã. Thậm chí, vợ chồng có thể ly hôn nếu có quá nhiều của cải, tiền bạc dưới gầm giường. Không đặt đồ bẩn dưới gầm giường. Đồ dùng cũ nát hay đồ lâu không sử dụng đến, tốt nhất bạn nên vứt bỏ chứ chớ nên tích trữ dưới gầm giường. Có thể bạn không biết, nhưng theo phong thủy đời sống, việc làm này sẽ vô tình gây ra nhiều chuyện kém may mắn cho gia chủ. Chẳng những tiền bạc tiêu tan, phá tài phá lộc mà còn khiến cho vận trình tình cảm sa sút, công việc kém suôn sẻ, kẻ tiểu nhân rình rập, hãm hại bất cứ lúc nào. Ngoài ra, còn có một số người có thói quen đặt chậu dưới giường để bỏ rác hay đồ bẩn, nhất là đối với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ. Thế nhưng, vật dụng và đồ đạc có mùi hôi, mùi khó chịu hoặc nấm mốc dưới gầm giường sẽ tác động tiêu cực tới sức khỏe của chủ nhân căn phòng. Vậy nên, nếu có nhu cầu đựng rác, đồ bẩn, bạn nên đặt thùng rác bằng gỗ hoặc nhựa ngay cạnh giường ngủ và đặt một túi bóng vào bên trong, xử lý ngay khi ngủ dậy và sớm hôm sau, tránh ảnh hưởng tới không khí tốt lành của cả ngôi nhà. Không đặt vật sắc nhọn dưới gầm giường. Nếu bạn đặt dưới gầm giường những vật dụng sắc nhọn như búa, dao, kéo, các thiết bị điện tử hay mảnh vỡ của gương, nội thất sẽ khiến cho người dùng cảm thấy bất an, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, không may mắn. Đặc biệt, vật dụng sắc nhọn dưới gầm giường có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình do thường xuyên xảy ra tranh cãi, xô xát. Đặt quần áo dưới gầm giường mang đến xui xẻo. Thói quen của nhiều gia đình quần áo cũ hoặc quần áo mùa đông thường gấp cho vào thùng rồi để dưới gầm giường cho gọn. Theo phong thủy thì đồ đạc để dưới giường sau một thời gian sẽ bám bụi, tích tụ khí xấu, ảnh hưởng đến người nằm. Ngoài ra, việc này có thể gây ra cho bạn rắc rối trong chuyện tình cảm, tiền bạc. Đặc biệt, hành động này sẽ làm cho tình cảm vợ chồng ngày một xa cách, lạnh nhạt, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình sẽ trở nên bất hòa và sẽ gây đổ vỡ.
Ngày nay, các gia đình thường đầu tư cho thiết kế tủ giường để lưu trữ tất cả đồ đạc, vật dụng, lặt vặt nhằm mang đến sự thông thoáng, ngăn nắp cho không gian nghỉ ngơi. Song, phong thủy học cho rằng việc để gầm giường trống không đôi khi sẽ khiến căn phòng trở nên trống trải, thiếu ấm áp. Theo đó, lùi khí vượng mang đến may mắn, thuận lợi cho gia chủ cũng bị sụt giảm. Không được để sách vở dưới gầm giường. Sách vở không dùng đến cũng không được cất dưới gầm giường, chẳng những khiến cho sách vở sẽ bị ẩm mốc hay mối mọt mà còn ảnh hưởng đến con đường học hành hay công danh, sự nghiệp của những thành viên trong gia đình. Không để gầm giường quá bừa bãi. Khi ngủ, cơ thể bạn sẽ trong trạng thái thư giãn, tự động hấp thụ năng lượng và không khí xung quanh, kết hợp với năng lượng trong cơ thể để phục hồi sinh khí, gia tăng sức mạnh cho lần hoạt động tiếp theo. Khi nằm trên giường, nếu gầm giường nhà bạn thông thoáng, sạch sẽ, thì tự nhiên không khí cũng sẽ dễ dàng lưu thông, tạo luồng không khí sạch cho người đang nghỉ ngơi. Nhưng khi gầm giường bừa bãi, đồ đạc thì luồng khí không thoát được mà bị ứ đọng lại, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, xét cả về y học lẫn phong thủy đời sống. Điều này đều không tốt cho sức khỏe của các thành viên. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy còn khuyến cáo rằng việc để nhiều đồ đạc dưới gầm giường bừa bãi có thể gây ảnh hưởng đến vận thế tài lộc của bạn và gia đình bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.